Ali Bình chào các bạn. Mà mùa dịch này rảnh thì lên mình lên quay video này kia, lên tâm sự với mấy anh em chơi, kể với mấy anh em một số chuyện vui tiếu tiếu trong bóng chuyền. Ở đây thì mình mấy anh em cũng có hỏi cái việc mà hôm mà mấy anh em công an hình sự này kia đó vô trong sân Vĩ An mời mấy anh em đánh trong đó đó, về đồn thì mấy anh em biết mình cũng hay chơi ở sân đó, thì mấy anh em cũng có hỏi cái ngày hôm đó là sao sao có biết thông tin gì không. Thì hôm nay mình rảnh mình lên mình kể cho mấy anh em, nói chung thông tin mình biết rồi cũng khoảng 50% mà, thì mình lên mình kể mấy anh em chơi cho vui. Thì nghĩ lại cái sự việc đó nó cũng tiếu tiếu, nghĩ lại nó cũng vui cũng tiếu tiếu, nhưng mà đối với mấy anh em mà bị bắt thì không biết sao. Nhưng mà đối với mình đó, cái tình huống hôm đó thì cũng có mình, nhưng mà mình không có bị trong đó. Thì cũng thấy nghĩ lại nó cũng lúc đó thì mình hơi hơi run hơi hoang mang, nhưng mà suy nghĩ lại nó cũng vui cũng tiếu. Thì hôm nay mình kể cho mấy anh em. Thì cái ngày hôm đó đó là đúng ra là mình cũng ngày trong tuần không có dự định qua bên đó chơi, nhưng mà nhất nhất là nhất có qua bên sân đó, với lại nhất cũng nhất Bình Dương á thì cũng có đặt đồ mình đó. Vậy hôm đó mình cũng làm xong mình cũng ghé qua mình gửi đồ cho nhất, thì nhất cái chơi sân đó trước. Thì mình đi làm khoảng tới 4:30 mình ra, thì mình chạy qua bển, thì chạy qua bển đâu có biết gì đâu, qua bển chạy vô sân tỉnh bơ gì đó rồi vô rồi đâu có biết gì đâu, thấy mấy ông áo xanh với lại mấy ông mặc đồ thường hình sự này kia đứng, rồi mình cũng đâu có biết là mấy ông đó đâu, đâu biết chuyện gì đâu. Thì mình vô lấy đồ, chủ yếu đưa đồ cho nhất xong rồi về thôi đó, cũng không có dự định đánh vì hôm đó có công việc. Thì vô rồi đâu có biết đâu, thấy cái ông mặc áo trắng, ông đó cũng hình sự luôn, rồi cái ông đó mặc áo trắng mình vô mình thấy sân banh sao nó im gu ra. Rồi xong mình vô mình mới hỏi ủa anh vụ gì anh. Thế rồi cái ông hình sự đó, ông áo trắng đó, ông nói ông mới vô đi ra đi rồi xong mình mới nói để em vô em gửi đồ cho khách cái rồi em đi ra liền. Rồi xong rồi ông cứ đuổi tiếp, ông nói ông mới vô đi ra đi chứ ông ở lại lát bắt ông luôn á. Rồi xong mình mới biết rồi đó, nghe biết chuyện gì xảy ra rồi. Rồi xong để đồ vô cốp xe chạy ra cái dèo liền, vừa chạy ra tới cổng cái hai ông ở ngoài á đầu ông chặn lại ông nói ông đưa vô luôn. Rồi xong rồi ở đầu mình mới nói anh em mới vô em giao đồ cho khách em mà không biết vậy đó, đừng bắt em tội em chết em. Rồi xong rồi mình mới kêu mình mới quát quát cái anh áo trắng đó, anh ra nói giùm em mới vô em giao đồ cho khách em đâu biết gì đâu. Rồi xong rồi mà ông áo trắng không ra, ông nói giờ mới cho ông đó ra đi. Rồi xong người ta cho ra ra xong mình mới chạy qua tới chạy qua lề đường, chạy qua ngồi ngóng thấm thính tình hình này kia, với lại đợi nhất ra, tưởng nhất được ra sớm, tưởng nhiều khi người ta vô kiểm tra hành chính này kia thôi, rồi đợi nhất ra gửi đồ cho nhất. Rồi thấy lâu quá rồi mình định về lúc đó thì định về rồi. Rồi thấy Đạt Đạt đánh nhanh cho MC Bình Dương á, Đạt chạy vô sân, Đạt cũng đâu biết gì đâu, chạy vô dựng xe xuống. Bắt đầu mấy ông kia hỏi ông vô đây làm gì đây. Rồi xong Đạt nó cũng hay, nó cũng biết rồi, nó mới nói là vô thấy quán cà phê vô vô uống nước thôi. Nói mấy ông kia nói bắt đầu mấy ông kia nói bữa nay không có bán. Rồi xong Đạt mới biết, Đạt lên xe chạy ra, vừa ra tới cổng nó mình quắt Đạt qua lề đường bên đây rồi ngồi nói chuyện, nói Đạt nó kể. Thì xong rồi mình nhìn vô mình thấy nào là có mấy tay đánh bóng chuyền nổi tiếng không à, mấy tay đánh bóng chuyền á kèo chế cái gì đó như Hùng Già nè, Quân Sida nè, rồi
rồi chuối nè, rồi nhất nè, rồi rồi điền nè, rồi còn một số anh em nữa, gáp này kia tùm lum hết trơn, kiểm tra lấy tiền, lấy điện thoại, lấy gì hết trơn luôn mà. Rồi xong nghe đâu mình tưởng kiểm tra hành chính về sớm hay về đưa về đồn hết, đưa về đồn hết thì mình qua ngày hôm sau mình điện mình hỏi mấy anh em á, hỏi thông mấy anh em sao sao rồi thì thì xong rồi mấy anh em nói là tối đó là 12 giờ mấy 1 giờ mới thả cho ghe về đó đó. Rồi nó bắt bắt vô kêu khai này kia thì đâu nghe nói thông tin, nghe nói gáp lắm, gáp là vô trong đó mấy ông kia vỗ bàn cái gáp cay hết trơn, chỉ ai bính nhiều 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 người. Rồi với lại mấy anh em á cũng có nhiều anh em á sợ này kia đó, vô vỗ bàn cái khai hết trơn, người đánh chơi này nhiều 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 tùm lum hết trơn nghe kể. Thì đâu hôm đó mình thấy lấy tiền lấy gì đó, rồi nghe cũng hỏi thăm Nhất Nhất Bình Dương á, nghe nói lấy cũng Nhất đâu 19 triệu gì đó, không biết có trả lại không, không biết có trả lại không á. Rồi xe cộ mấy anh em mày cũng giam xe hết trơn, thì tối đó thả người ra, xe thì giữ lại người thì thả ra, nhưng mà xe thì nghe nói là để đó, rồi khi nào mà người ta điện lên đóng phạt đóng gì đó thì lên đóng và lấy xe về, nghe nói vậy thôi mà không biết hôm nay có lấy ra xong hết chưa, rồi hôm qua hôm kia gì đó cũng đâu có biết. Anh sĩ chơi sân đó đó thì anh điện điện cũng hỏi thăm, mà ảnh hỏi hôm đó có anh không, ảnh nói có luôn có luôn. Rồi đâu anh nói đâu tới 11 12 giờ khuya vậy đó, 12 giờ mấy 1 giờ khuya mới thả ra này kia vậy đó đó. Thì mình biết được cái thông tin vậy thôi. À còn cái này nữa, còn còn đứa đó nó hên, còn thằng nhỏ này nữa, thằng Weibo nghe đâu quá, nghe đâu là nó đánh lúc sớm rồi, đánh lúc sớm rồi, đánh xong á thì nó có việc gì đó, nó về xong rồi khoảng 15 20 phút sau vậy đó là mấy ông đó ọc vô đó đó, thì cũng hên trong Weibo, thì nếu không mà Weibo mà trễ trễ xíu nữa thì Weibo cũng dính trong đó luôn rồi đó. Thì nói chung hôm đó nghe nói đánh mấy anh em đánh đánh chơi đánh gì không à, cũng không có đánh đánh lớn giống như mà mỗi khi đó, thì nói chung thì cũng có tính chất đó rồi, thì đương nhiên người ta quát rồi. Vì vậy mình cũng cũng nhắn gửi mấy anh em, nhiều khi mấy anh em đi đánh bóng chuyền á, đánh bóng chuyền này độ quá thì mấy anh em cũng cẩn thận xíu đó, nhiều khi mấy cái tình huống này nó xảy ra lúc nào cũng không có hay, vậy mấy anh em đi chơi thì cũng cẩn thận xíu, để mất công gặp mấy cái tình huống này nữa đó. Thì cái chuyện này rồi cũng gửi cho các bạn vui tâm sự với mấy anh em, thì nói chung nghĩ lại cũng tiếu tiếu, lâu có cái chuyện kể cho có mấy anh em vui, với lại mấy anh em cũng có hỏi này kia thì mình biết được thông tin, vậy mình lên mình nói với mấy mấy anh em, để mấy anh em nhiều khi đi chơi cũng cẩn thận xíu. Rồi, ok, chào mấy anh em.